làm sao để biết người ấy có thực sự yêu bạn không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Chắc hẳn không ít lần chúng ta ở trong một mối quan hệ mà thực sự không biết người bên cạnh mình đang nghĩ gì, có cảm nhận như thế nào về tình cảm của hai người. Và có một câu hỏi mà hầu hết chúng ta đều ít nhất một lần đặt ra là liệu người ấy có yêu mình hay không? Làm sao để có thể nhận biết một người thực sự yêu mình? Không có cách nào để biết chắc chắn được liệu một người nào đó có yêu bạn thật lòng hay không. Nhưng có một vài dấu hiệu bạn có thể quan sát để biết được suy nghĩ thật sự của người mà bạn yêu. Nếu bạn muốn biết liệu người đó có thật sự yêu thương bạn, bạn cần phải chú ý tới cách người đó cư xử, những lời mà họ nói và những việc mà họ làm khi hai người ở bên nhau. Và để có thể cảm nhận tình cảm đó có phải là thật lòng hay chỉ là rung động nhất thời. Để có thể cảm nhận được người đó đã thực sự yêu bạn hay bạn chỉ là cảm giác mới lạ với họ, thì bạn cần có thời gian. Thời gian để hai bạn bên cạnh nhau, trò chuyện, chia sẻ, hiểu nhau và xây dựng tình cảm với nhau. Thời gian để bạn có thể quan sát xem thử, một người đàn ông có đầu tư thời gian và tình cảm vào bạn hay không? Bởi vì mong muốn lớn lao nhất của tất cả chúng ta trong tình yêu là có thể tìm được một người yêu mình thật lòng và sâu sắc, chứ không phải một tình cảm hời hợt, thoáng qua. Trong cuộc sống, có rất nhiều trường hợp, một người phụ nữ vì tự ti về ngoại hình, vì sợ qua lứa lỡ thì, vì chỉ muốn có một người chồng như bao người, mà vội bước vào hôn nhân với một người đàn ông. Khi hai người chỉ quen biết nhau một thời gian rất ngắn, chưa hiểu gì về nhau, chưa xây dựng tình cảm, chưa có bất kỳ sự thấu hiểu nào với nhau. Và rồi lẽ dĩ nhiên sau đó, khi đã có được một cách dễ dàng rồi, người đàn ông bắt đầu lộ rõ bản tính, lười biếng, gia trưởng, vũ phu của mình. Anh ta không đi làm, không chia sẻ tài chính gia đình với người phụ nữ, mà để cô ấy một mình gồng gánh tất cả. Anh ta gia trưởng, kiểm soát, không tôn trọng cô ấy, thậm chí còn bạo lực, đánh đập cô ta khi không vừa ý. Vậy thì một cuộc hôn nhân như vậy có xứng đáng để chúng ta từ bỏ cuộc sống đẹp đẽ của chính mình mà bước vào hay không? Chúng ta chỉ sống một lần, vậy thì tại sao lại lựa chọn ở bên cạnh một người không trân trọng và không yêu mình? Vì vậy, dù ở độ tuổi nào đi nữa, trước khi bước vào một mối quan hệ, hãy cho nhau thời gian để xây dựng tình cảm, đừng vội vàng và dễ dãi. Bởi vì lẽ dĩ nhiên ở trên đời, những thứ dễ dàng có được sẽ không bao giờ được trân trọng. Nếu bạn không muốn nhận lại sự vô tâm, tệ bạc của người đàn ông, nếu muốn có một mối quan hệ bền vững và lâu dài, thì ngay từ đầu, hãy thật thận trọng với tình yêu và hôn nhân của mình. Sau đây là một vài dấu hiệu bạn có thể quan sát được ở một người thực sự yêu bạn, hy vọng sẽ giúp bạn có lựa chọn sáng suốt cho tình yêu của mình. Một, chịu đựng được tâm trạng thất thường của bạn. Người ta nói, yêu nhau củ ấu cũng tròn. Một người thực sự yêu bạn, họ sẽ chấp nhận con người thật của bạn. Vì chúng ta không ai là hoàn hảo, sẽ có những ngày tâm trạng không tốt, sẽ có những ngày u ám, tồi tệ. Người có thể yêu cả những lúc bạn xấu xí và thất thường nhất mới là người thật sự yêu bạn. Khi bạn gặp khó khăn hoặc trải qua những cảm xúc không ổn định, người yêu bạn sẽ không chỉ hiểu mà còn sẵn lòng ở bên cạnh và chia sẻ nỗi buồn, lo lắng của bạn. Họ không bao giờ phê phán hay coi thường tâm trạng của bạn. Thay vào đó, họ lắng nghe và cố gắng hiểu sâu hơn về những gì bạn đang trải qua. Họ có thể đưa ra lời khuyên hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe và đồng cảm với bạn, không bao giờ bỏ rơi bạn khi bạn cảm thấy yếu đuối hay bất an. Việc chịu đựng được tâm trạng thất thường này của bạn là một biểu hiện rõ ràng của tình cảm sâu sắc và sự trân trọng mà người đó dành cho bạn. Ngoài ra, người đó cũng sẽ cố gắng giúp bạn vượt qua những biến đổi tâm lý và trở nên mạnh mẽ hơn. Họ sẽ ở bên bạn trong những lúc khó khăn, đưa ra lời khuyên và hỗ trợ bạn tìm ra cách để cải thiện tâm trạng của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng mỗi người có mức độ chịu đựng và hiểu biết khác nhau. Đôi khi, người khác có thể không hiểu hoàn toàn về tâm trạng của bạn hoặc không biết cách làm sao để tốt nhất cho bạn. Vì vậy, trong tình yêu,
Điều quan trọng nhất là phải luôn giao tiếp cởi mở với nhau, để người kia có thể hiểu mong muốn của bạn. Đừng bắt đối phương phải đoán suy nghĩ của bạn hay mặc định người yêu bạn thì phải biết bạn muốn gì. Đôi lúc chúng ta còn không hiểu được chính mình, thì làm sao người khác có thể hoàn toàn hiểu được mong muốn của chúng ta. Vì vậy, để có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững và có sự gắn kết với nhau, thì hãy luôn trò chuyện và chia sẻ suy nghĩ của mình với người kia. Hay trong hôn nhân cũng vậy, sẽ có những ngày êm đềm, hạnh phúc, nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi những ngày cơm không lành, canh không ngọt. Vợ chồng sẽ có lúc cãi nhau, giận nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, như vì sao người chồng không phụ vợ việc nhà, vì sao anh ta vô tâm không nhớ ngày sinh nhật của vợ, không tặng quà trong những dịp lễ. Những lúc này, thay vì im lặng nhiều ngày, chiến tranh lạnh khiến không khí gia đình căng thẳng, tích tụ sự thất vọng lâu ngày, có thể dễ dẫn đến nguy cơ tan vỡ, thì hãy thẳng thắn nói ra suy nghĩ và mong muốn của mình với đối phương, để cả hai có cơ hội hiểu nhau hơn và cùng cố gắng thay đổi để gìn giữ gia đình. Tình yêu hay hôn nhân cũng cần sự cố gắng của cả hai người. Và người thực sự yêu bạn sẽ cố gắng thay đổi tốt hơn vì bạn. Ở bên khi bạn cần, người yêu thương bạn sẽ không chỉ quan tâm đến những lúc bạn vui vẻ và thành công, mà còn ở bên bạn trong những thời điểm khó khăn và khắc nghiệt nhất của cuộc sống. Khi bạn gặp khủng hoảng hoặc gặp vấn đề trong công việc hay gia đình, người đó sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Họ sẽ bên cạnh lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ gánh nặng của bạn. Thậm chí giúp đỡ bạn về mặt tài chính mà không hề có bất cứ sự do dự nào. Bản năng của người đàn ông là chu cấp, che chở và bảo vệ người phụ nữ của mình. Nếu người đàn ông đã thực sự yêu thương và xây dựng tình cảm sâu sắc với bạn, họ luôn muốn là người đồng hành cùng bạn qua những giai đoạn khó khăn, ở bên bạn khi bạn cần họ nhất. Nhưng cũng nên nhớ rằng, bạn cũng cần phải trở thành một người phụ nữ xứng đáng để người đàn ông đầu tư thời gian và dành tình cảm sâu sắc cho bạn. Bạn phải là người bạn gái chân thành, ấm áp, một người vợ luôn chung thủy và đồng cam cộng khổ với người đàn ông. Đôi lúc muốn nhận lại, chúng ta cũng cần phải học cách cho đi. Để được yêu chúng ta phải biết cách yêu thương. Để người khác hết lòng với mình, chúng ta cũng cần phải luôn sống thật lòng. Làm sao một người đàn ông có thể dành hết tâm tư cho bạn khi bạn là một người luôn toan tính, thiếu tôn trọng họ? Làm sao một người đàn ông có thể hoàn toàn tin tưởng bạn khi bạn là một người lăng nhăng, bay bướm? Chính vì vậy, hãy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chân thành trong tình yêu, nhưng cũng biết cách nhìn nhận ra được người đàn ông có thật lòng với mình hay không. Và một trong những dấu hiệu của người đàn ông yêu bạn là luôn muốn ở bên bạn khi bạn cần anh ấy. Ba, giao tiếp tốt với bạn. Giao tiếp hiệu quả là yếu tố rất quan trọng trong tình yêu hay hôn nhân. Có nhiều cặp đôi vì mắc sai lầm trong việc giao tiếp và không hiểu ý nhau mà dẫn đến sự tan vỡ không đáng có. Người ta nói, có ai bình thường khi yêu? Khi yêu nhau, người ta thường mong muốn đối phương có thể hiểu ý mình mà mình không cần phải nói ra. Nhưng làm sao chúng ta có thể hoàn toàn hiểu được người kia khi chính họ đôi lúc còn không hiểu được họ? Vì vậy, người yêu thương bạn thật lòng là người có thể chia sẻ với bạn mọi thứ trong cuộc sống và ngược lại. Bạn cũng có thể nói với họ bất cứ điều gì mà không sợ bị phán xét. Họ không chỉ giao tiếp tốt mà còn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và ý kiến của họ một cách chân thành với bạn. Điều đó giúp xây dựng sự gắn kết và tình cảm sâu sắc trong mối quan hệ của hai bạn. Làm cả hai có thể hiểu nhau hơn, xây dựng niềm tin, tăng sự kết nối và làm tình cảm trở nên vững vàng hơn. Có một câu chuyện về rào cản giao tiếp giữa những người yêu nhau như sau. Hôm nay cô có một ngày tồi tệ. Mâu thuẫn với đồng nghiệp, cãi nhau với bạn thân, đi đường bị va quẹt xe. Buồn chán, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu, em cảm giác cả thế giới đang chống lại mình. Chẳng còn ai đáng tin cậy, chẳng còn ai yêu thương em cả. Cô gái nghĩ trong đầu, mình cần anh ấy hỏi thăm và an ủi biết bao. Chàng trai nhận tin nhắn, mặt bắt đầu nóng lên, anh ấy nghĩ, cô ấy nói vậy là sao, cô ấy không tin tưởng mình sao, chẳng lẽ mình không yêu thương cô ấy đủ hay sao mà cô ấy nói thế. Bực bội, chàng nhắn lại cho người yêu, hôm nay em bị làm sao vậy hả? Ăn trúng cái gì mà lại nói như thế? Cô gái nhận được tin nhắn, chẳng những không được an ủi,
mà còn làm cô tức điên lên. Hẳn là anh ta nghĩ mình suốt ngày chỉ biết than thở, anh ta đâu có thèm quan tâm đến cảm xúc của mình. Lau dòng lệ ứa mi, cô nhắn lại, em chẳng sao cả. Lẽ ra em không nên nói chuyện này với anh. Cô nghĩ, khôn hồn thì anh ta mau hỏi thăm và năn nỉ mình, không thì mình sẽ giận cho mà coi. Chàng trai nhận được tin nhắn, anh nghĩ, tự nhiên khơi chuyện ra rồi lại bảo không sao. Vớ vẩn thật, chàng nhắn lại cho cô gái, vậy thôi, em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe. Đọc được tin nhắn, cô tức giận quăng điện thoại xuống giường, đúng là anh ta chẳng thèm quan tâm gì tới cảm xúc của mình. Không cam tâm, cô cầm điện thoại lên nhắn lại, lúc trước đám bạn của em đã cảnh báo rằng, quen anh sẽ khổ, vì anh vô tâm lắm, nhưng em đã không tin. Chàng trai đọc được tin nhắn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cái gì thế này? Mình đã làm gì sai chứ? Thì ra cô ấy coi trọng ý kiến của đám bạn hơn là coi trọng mình. Chàng bực tức nhắn lại, vậy chẳng lẽ bạn em bảo em chia tay anh thì em cũng chia tay à? Chàng nghĩ, cô ấy sai rồi, cô ấy phải xin lỗi mình. Mình cần phải được biết rằng mình quan trọng hơn bạn bè của cô ấy. Cô gái nhận được tin nhắn, người bốc hỏa, sao tự nhiên anh ta lại đề cập chuyện chia tay? Hẳn là anh ta muốn chia tay lắm rồi đây. Cô nhắn lại, bạn em chưa bao giờ bảo em chia tay anh. Anh muốn chia tay thì nói đại gia đi sao phải vòng vo. Chàng trai nhận được tin nhắn, buồn bã nghĩ, thì ra cô ấy thả chia tay, chứ nhất quyết không chịu xin lỗi mình. Chàng nhắn lại, được, chia tay thì chia tay. Thế là đêm ấy, có hai kẻ nằm ôm điện thoại. Một người khóc sưng cả mắt, còn một người thì trằn trọc cả đêm. Đây là tình trạng rất hay xảy ra giữa các cặp đôi. Điều này xuất phát từ việc giao tiếp thiếu hiệu quả giữa những người yêu nhau. Ai cũng cho rằng đã yêu nhau, thì người kia bắt buộc phải hiểu những suy nghĩ và mong muốn của mình, dù mình không cần phải nói ra. Và rồi cuối cùng, họ lại vô tình tổn thương và rời xa nhau. Chính vì vậy, giao tiếp tốt trong tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi có thể có sự hiểu lầm, xung đột hoặc khó khăn trong việc truyền đạt ý kiến của mình. Trong trường hợp như vậy, quan trọng là luôn cố gắng lắng nghe một cách chân thành, thể hiện sự tôn trọng và sẵn lòng trò chuyện để hiểu nhau hơn. Người yêu thương bạn sẽ cố gắng giải quyết các xung đột xảy ra và cố gắng giao tiếp tốt với bạn. Không cố gắng thay đổi bạn, khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Một người thật sự yêu bạn, sẽ không cố gắng thay đổi bạn để phù hợp với mong muốn của họ. Thay vào đó, họ sẽ chấp nhận bạn với những điểm mạnh và điểm yếu của mình, và yêu thương bạn vì những đặc điểm riêng mà chỉ bạn mới có. Con người không ai sinh ra đã hoàn toàn phù hợp với nhau, mà vì yêu thương nhau, nên cùng nhau thay đổi tốt hơn để hòa hợp, và cũng chẳng có ai hoàn hảo hoàn toàn. Ai cũng có những ưu điểm và nhược điểm. Một người thực sự yêu thương bạn sẽ yêu cả những ưu, nhược, điểm của bạn. Họ nghĩ cho bạn trước khi nghĩ cho bản thân họ. Họ không áp đặt mong muốn của bản thân họ lên bạn và bắt bạn phải thay đổi. Họ không đem khuyết điểm của bạn ra để phê phán và làm bạn tự ti hơn. Thay vào đó, họ biết làm bạn cảm thấy tự hào về những ưu điểm của bản thân và làm bạn hài lòng về chính mình. Họ ở bên cạnh, cùng đồng hành và giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chứ không áp đặt, chê bai và bắt bạn thay đổi. Một người yêu bạn cũng sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Họ sẽ đánh giá và tôn trọng những phẩm chất tích cực của bạn và luôn khích lệ và ủng hộ bạn trong những mục tiêu và ước mơ của mình. Họ không chỉ nhấn mạnh vào những khía cạnh tích cực của bạn, mà còn đối xử với bạn với sự tôn trọng và quan tâm đúng mức. Khi cả hai người trong một mối quan hệ không cố gắng thay đổi lẫn nhau, cùng chấp nhận con người của nhau, sẽ làm cho nhau cảm thấy an toàn để chia sẻ về những ước mơ, mục tiêu và khát vọng cá nhân. Có thể hỗ trợ và động viên lẫn nhau trong việc theo đuổi những điều mà mỗi người yêu thích. Một người thực sự yêu bạn, sẽ chấp nhận con người bạn và làm bạn tốt hơn mỗi ngày. Còn nếu bạn đang ở bên cạnh một người, luôn phê phán, chê bai con người, ngoại hình, tính cách của bạn, thì rõ ràng, anh ta không yêu bạn, mà chỉ yêu bản thân anh ta. Như việc anh ta chê bạn quá béo hay quá gầy, nói rằng bạn ít nói, không biết cách lấy lòng người thân của anh ta. Hay bắt bạn phải chi tiêu tiết kiệm, không được mua quần áo, mỹ phẩm dù đó là tiền của bạn, chứ anh ta chưa hề mua một món đồ gì tặng bạn. Thì đó là dấu hiệu của việc gia trưởng, và anh ta chẳng thực sự yêu thương gì bạn.
Vì vậy một người yêu bạn sẽ không cố gắng thay đổi bạn và khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Năm, luôn lắng nghe bạn. Một dấu hiệu quan trọng khác khi một người thực sự yêu bạn là họ luôn lắng nghe bạn. Họ không chỉ đơn thuần lắng nghe những gì bạn nói, mà còn hiểu và chia sẻ cảm xúc với bạn. Khi bạn cảm thấy cần được thấu hiểu và chia sẻ, họ sẵn lòng dành thời gian và ở bên cạnh để lắng nghe mọi điều bạn muốn nói. Họ làm bạn cảm thấy an toàn và thoải mái để mở lòng và kể cho họ nghe về mọi thứ. Từ những niềm vui đến những lo lắng và nỗi buồn, họ không chỉ lắng nghe bạn, mà còn đặt mình vào vị trí của bạn để cảm nhận và hiểu rõ hơn về những gì bạn trải qua. Đặc biệt, đối phương không bao giờ lên án hay phê phán con người bạn, mà thay vào đó, họ đặt câu hỏi để giúp bạn tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Ví dụ như khi bạn chia sẻ những khó khăn của bạn trong công việc. Đồng nghiệp xấu tính, sếp không công bằng và bạn cảm thấy chán nản công việc hiện tại. Anh ấy sẽ tập trung lắng nghe bạn, đồng cảm với bạn và đưa ra một vài phương án để bạn có hướng giải quyết cho tình hình hiện tại của mình. Ví dụ như có thể chuyển bộ phận hay không, có thể trao đổi với sếp không, hay nếu nghỉ việc thì bạn muốn nghỉ ngơi hay bắt đầu một công việc khác ngay. Hay trong hôn nhân cũng vậy, sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn muốn chia sẻ với chồng của mình về những việc đã xảy ra trong ngày. Nếu thực sự quan tâm và yêu bạn, anh ấy sẽ lắng nghe và tham gia câu chuyện với bạn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, người chồng không còn muốn lắng nghe vợ, cho rằng cô ấy suy nghĩ nhiều, hoặc đơn giản là anh ta chẳng để tâm đến lời bạn nói. Đây là một trong những dấu hiệu, tình cảm của hai người đang trên đà đi xuống và anh ta đang dần hết tình cảm dành cho bạn. 6. Thể hiện tình cảm và luôn quan tâm bạn. Đặc điểm dễ thấy nhất của những người yêu nhau là luôn muốn thể hiện tình cảm với nhau. Như việc anh ấy luôn muốn gặp gỡ bạn, ôm bạn, hôn bạn. Sự gần gũi không chỉ thể hiện qua việc thể xác, mà là việc được bên cạnh nhau, chia sẻ tâm hồn với nhau. Anh ấy không ngại thể hiện tình cảm với bạn, muốn cho cả thế giới biết về tình yêu của hai người. Như việc nắm tay bạn khi đi trên phố, luôn muốn che chở bạn, ga lăng với bạn. Bên cạnh đó, nếu không gặp nhau, anh ấy luôn quan tâm đến cuộc sống của bạn. Sẽ gọi điện để hỏi xem bạn đã về nhà an toàn chưa khi bạn đi ra ngoài. Luôn nói nhớ bạn, yêu bạn khi hai người không gặp. Ngoài ra đối phương còn quan tâm đến sở thích, thói quen của bạn. Luôn muốn làm nhiều thứ để bạn vui, như tặng quà bất ngờ cho bạn, đưa bạn đi ăn món bạn thèm, mua cho bạn những thứ bạn thích. Họ sẽ luôn tạo điều kiện để bạn cảm nhận được sự yêu thương, khiến bạn cảm thấy bạn quan trọng và đặc biệt với họ. Việc luôn thể hiện tình cảm và sự quan tâm đến bạn là cách rõ ràng nhất để biết một người có thực sự yêu bạn hay không. 7. Tin tưởng bạn, hỏi ý kiến của bạn về nhiều thứ. Một người yêu bạn sẽ tin tưởng và tôn trọng ý kiến của bạn. Họ sẽ không chỉ đơn thuần nhận định bạn là một người đáng tin cậy, mà còn tham khảo ý kiến của bạn và đánh giá cao những góp ý mà bạn đưa ra. Họ sẽ không ngần ngại hỏi ý kiến của bạn về các vấn đề quan trọng, từ việc lập kế hoạch cho tương lai đến việc giải quyết các mối quan hệ khó khăn. Thảo luận cùng bạn về các vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Họ đánh giá cao sự thông minh, sự nhạy cảm, quan điểm của bạn và sẵn lòng nghe những gì bạn muốn chia sẻ. Ví dụ như việc anh ấy dự định muốn mua một chiếc xe ô tô, anh ấy hỏi ý kiến và muốn biết suy nghĩ của bạn về việc đó. Hay việc anh ấy muốn nghỉ việc để sang một công ty khác, anh ấy trao đổi với bạn để có thể biết bạn cảm nhận như thế nào về việc này. Khi anh ấy hỏi ý kiến của bạn, đó không phải là việc xin phép, mà là vì anh ấy thực sự yêu bạn, muốn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với bạn. Muốn lắng nghe quan điểm của bạn, đó là một dấu hiệu tích cực trong một mối quan hệ, chứng tỏ anh ấy rất trân trọng và thực sự dành tình yêu cho bạn. 8. Tôn trọng không gian cá nhân của bạn. Tự do cá nhân là vấn đề rất quan trọng để có thể giữ tình yêu bền vững. Một người thực sự yêu bạn và tin tưởng vào tình cảm của bạn sẽ luôn tôn trọng sự tự do của cá nhân. Họ không kiểm soát hay cố gắng xâm phạm quá mức vào đời sống riêng tư của bạn.
họ sẽ không ghen tị hoặc gây ra sự bất mãn nếu bạn muốn thời gian một mình hoặc gặp gỡ bạn bè. Thay vào đó, họ sẽ khích lệ và hỗ trợ bạn trong việc phát triển và duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và mối quan hệ của hai người. Như việc không kiểm soát bạn đi chơi với ai, không kiểm tra điện thoại của bạn hay cấm bạn không được làm việc này, việc kia. Việc không tôn trọng tự do cá nhân của nhau là yếu tố dẫn đến sự đổ vỡ của rất nhiều cặp đôi. Vì vậy, một người đàn ông khi đã thực sự yêu bạn và hiểu rõ về con người bạn, anh ấy sẽ luôn biết cách tôn trọng không gian cá nhân, ủng hộ đam mê và sở thích của bạn. 9. Muốn chăm sóc bạn. Cuối cùng, một dấu hiệu quan trọng nhất thể hiện một người thực sự yêu bạn là họ luôn muốn bên cạnh để chăm sóc bạn, yêu thương bạn. Đây cũng là biểu hiện của việc họ đã cam kết tình cảm và thực sự xây dựng tình yêu sâu sắc với bạn, chứ không còn ở giai đoạn rung động ban đầu nữa. Người đàn ông khi mới gặp một người phụ nữ và cảm thấy hứng thú với cô nàng, anh ta sẽ tìm mọi cách để theo đuổi cô ấy. Nhưng lúc này, tình yêu chưa thực sự được xây dựng, anh ấy chưa thực sự yêu bạn, vì hai người chưa có thời gian để gắn kết và nảy sinh tình yêu với nhau. Nhưng nếu hai người đã trải qua một thời gian tìm hiểu, người đàn ông đã đầu tư thời gian và tình cảm cho bạn, và cuối cùng anh ta thể hiện mong muốn được bên cạnh chăm sóc cho bạn, thì đó là dấu hiệu anh ấy đã thực sự yêu bạn. Anh ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh bạn, và bạn cho anh ấy được thể hiện bản năng đàn ông của mình là chăm sóc cho người phụ nữ. Vì vậy, nếu người đàn ông luôn xuất hiện bên cạnh bạn, chăm sóc bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất, thì đó là dấu hiệu của một người thực sự yêu bạn. Tuy nhiên, việc nhận biết liệu một người có thực sự yêu mình hay không là một câu hỏi rất khó trả lời. Vì có những người tuy nói yêu thương đối phương mỗi ngày, nhưng cuối cùng vẫn thay lòng đổi dạ, vẫn có người khác và phản bội tình yêu của họ. Không có công thức chung nào để đo lường tình yêu. Đôi khi, để biết người ấy có thực sự yêu bạn hay không, đòi hỏi cả hai cần thời gian và trải nghiệm cuộc sống với nhau. Để xây dựng sự tin tưởng và thấu hiểu nhau, bên cạnh đó, cũng quan sát những dấu hiệu và hành động mà chúng ta có thể nhận ra để đánh giá mức độ tình cảm của đối phương dành cho mình. Vừa rồi là những dấu hiệu của một người thật sự yêu bạn. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm góc nhìn mới trong đời sống tình cảm của mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.